Ngày 24 tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội sản xuất, vận chuyển trái phép hàng tấn ma túy và cất giấu trong bao xi măng nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất mà Bộ Công an triệt phá thành công trong thời gian gần đây. Theo đó, vào đầu tháng 8 năm 2023, Cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc cung cấp nguồn tin về hai đối tượng người Đài Loan nghi sang Việt Nam để vận chuyển ma túy, ngụy trang theo tàu đánh cá. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Ngày 20 tháng 9, hai đối tượng cầm đầu lại nhập cảnh vào Việt Nam, đến kho hàng ở Hải Phòng và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy cất giấu trong bao xi măng. Sáng ngày 22 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, Viện Khoa học Hình sự và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng. Tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Phát ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cảnh sát thu giữ 30 bao tải không nhãn mác. Mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng khối lượng 750 kg. Ban chuyên án bắt giữ đối tượng cầm đầu Liêu Chí Hoài, sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc, mời 5 đối tượng có liên quan về cơ quan điều tra để làm rõ. Đối với cái chuyên án này thì có thể nói là chúng ta bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu Liêu Chí Hoài. Đây là đối tượng tốt nghiệp đại học và có kiến thức về hóa học. Và đây là đối tượng trực tiếp chỉ đạo cái việc sản xuất này. Đấy, sản xuất không phải nước chúng ta, ở nước ngoài, và vận chuyển về chúng ta, và chúng ta đã phát hiện bắt giữ. Tất nhiên là chúng ta phối hợp tốt với các cái đối tác, các tổ chức quốc tế. Mở rộng điều tra, ngày 24 tháng 9 tại Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh này bắt giữ Phạm Duy Khánh, sinh năm 1988 ở Hà Tĩnh, là lái xe khách được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe của Khánh, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của xe khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định cho thấy 22 bao chứa ma túy dạng ketamin, khối lượng 550 kg. Theo phán đoán của lực lượng công an, sau khi nhận thêm 22 bao ketamin này, các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin, xếp lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ. Và rất nhiều chất bây giờ là báo cáo thật công chí là chúng ta đang phải, từ cái kết quả thu giữ đấy, chúng ta giám định ra các loại mới. Tôi nói đơn giản như cái chuyên án này là các đối tượng ra 5 công đoạn, 4 công đoạn đầu là hoàn thành ketamin và sau đã dùng một loại chất vào tẩy ra là bờ lốc ketamin và cái chất đấy là phủ lên cái loại này. Đấy. Và quá trình vận chuyển nếu bắt được thì không bao giờ chúng ta chứng minh được. Nhưng mà sang cái nơi tiêu thụ thì theo công thức các đối tượng sẽ dùng một loại khác và đưa vào thùng lại hiện lên. Đấy, đây rất mới và chuyên án đặc biệt nhất là cái này thì chúng tôi cũng đã làm việc với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và đây báo cáo chí là Viện Khoa học Hình sự rất khó khăn trong việc giám định kết luận. Tại cơ quan điều tra, Liêu Chí Hoài khai cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng để mua tiền chất, hóa chất sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa ra Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba.